Văn Đoàn khối đỏ, lúc chào đầu số 37 gặp đôi Nguyễn Văn Lộc Linh Bình Châu Á. Hello nghe ở trường cũng làm thủ tục xe này bắt đầu. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Sau trận của Đoàn và Lộc là trận thi đấu ở giải địa phương, Nguyễn Bá Đô và Nguyễn Đình Hiệp thay trang phục và thi đấu. Sau trận của Đô và Hiệp là trận thi đấu ở giữa giới để trọng tài công bố kết quả. 1 phút 10 giây hiệp thi đấu thứ nhất. Bằng một đòn tấn công, Đỗ Nguyễn Văn Đoàn Thanh Trì thắng tuyệt đối Đỗ Nguyễn Văn Lộc Ninh Bình.